Xin chào cả nhà nha. Để nói đầu tiên, cuộc nội dung vlog chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Lâu quá không đặt tính lương, cũng thèm lương lắm rồi nha cả nhà. Mình thèm tiếng đảng của ta. Nhưng mà đặt cái này ngại cho Tài mơ cho Tài ăn gì á, giá bà cậu của Tài độ anh em mình trúng cho bữa mời cho Tài kiếm cái gì nướng hay là làm gì tùy Tài thích á. Mời cho nội phụ quẹt. Đúng được á. Ai làm kỳ vậy anh Tài? Anh mình ăn lương mà cho anh Tài ăn khô quẹt thì nó hơi nhọt nhọt. Ê, cho khô quẹt tối nay đặt không dính sầu lít nha. Đây, đặt lương này. Lương, lương à. Lương mà. Thì hôm nay anh em mình vẫn làm mồi cũ nha cả nhà. Là cái sạch với ngũ dương anh em mình ốp ra chung. À, mồi dân gian đó tới giờ anh em mình không thay đổi. Ừ. Vẫn là 10-15 móc. Cũng lâu rồi không đặt chấm à? Cũng lâu rồi. Tháng mấy hay tháng à? Mình phân cho đều đi rồi mình bỏ mặt. Đường cá nha. Cái này dưới sông không có ông chuyện làm nhiều quá nha. Nên anh em mình lên bờ làm một số chủ đề trên bờ. Gió đó thì gió. Này mấy em im lại là nó cũng lớn. Lớn em im lại. Dắt chưa? Dòng một cái hết biết rồi trời. Không có chuyển gì chứ. Ừ. Hù chạy xe bê luôn. Gần Tết, tháng này gần Tết năm nào cũng vậy chứ nhỉ. Mùa trước mà. Ừ. Nước ương cái là sống, nước ương cái là sống. Nhiều khi dành ngọn á thổi một cái. Anh nhì nước xanh dần đó cho em mới đi đám cưới với nè, nước mặn à. Ừ. Anh nhì mặn à, nước sao à. Tại anh khai trương trước một cái nha, anh chầm anh cưa sợ là lon bỏ muốn hết rồi. Hôm nay bán 1 ký có 3.000, anh cưa bỏ luôn rồi. Này kêu bằng đốn chứ không phải cưa hả? Ủa cái mương nước khô gan hả? Tối nay có thả bọng không? À không gài xiết nước hả? Ý là không gài anh xiết nước phải không? Anh cưa sồi hết rồi nha. Trồng lại ổi. Đốn mà cái sồi hết. Dữ không? Đặt trừ hao nha chứ ơi, tối anh chầm xả bọng á. Trời thì bả rồi kìa. Dì hao nghe anh Tài. Mới nhà khó đẩy cũng được. Có lục bình đẩy cái đầu hôm xíu rồi. Bữa đặt vườn nhà chúng trồng chặt à. Đúng là trồng chặt. Trồng chặt thất. Củi chậm luôn. Củi chậm. Nay quá trời thất mà. Nói chung vụ xoài năm nay anh chậm ảnh lỗ gần 30 triệu nha cả nhà. 30 triệu mà chưa tính tiền xăng với tiền công á. Quá à, bãi hèm à. Tối nay xả nước mơ có tương lai á. Ừ. Lương là thứ nhất là xả nước vô, thứ hai là trời mưa. Đặc tính của nó là vậy. Cũng kiếp bãi hèm giúp. Ba lá nhãn ba nó rụng nè. Cái nhãn lá ổi. Ừ. Lá nhãn nó lâu mục hơn lá ổi. Ừ. Ừ. Nhãn xuống nước nó lâu lắm. Mưa lục bình quá trời. Hồi đó còn có tai tượng lai gai. Lục bình nó lớn lên cái giờ tai tượng. Còn mấy bụi. Vậy chứ lục bình nó hay. Ừ. Có cả chút khí nó lên.
thấy cái hàm ốc bên sang không? Ừ. Nhảy một cái có con khủng đó. Ừ. Mương này mà hồi lúc trước tác bác cá chê bự bự không nè, mò mò con ngắn con súng trên trọng mà mò tới lên sình luôn không dính. Ừ. Ừ. Bắt được con sẽ con. Giờ này mình sẽ tranh thủ đặt hết số chấm này nha cả nhà. Trời cũng gần chẳng dạng rồi. Hẹn tất cả mọi người sáng mai anh em mình sẽ đi thanh chấm. Sáng ở ngoài thăm vô à? Sáng anh chậm đi đánh lưới vậy đó nha. Bốn em nhà đi thăm. Nước không? Có. À, cái đồng phương. Hai hàng, hai hàng. Thấy à? Búng hả? Đúng rồi. Trời, có đỡ hay không? Ừ, cũng vừa. Nhớ chạy ít thì còn sống. Cũng được. Ba cục mồi. Vô. Mềm cũng mềm, cũng mềm. Êm êm êm. Nó lì vậy. Thôi. Tới của ai? Bán hàng im quá anh Tài ơi. Ừ. Đây, nó đây. Đây. Bịch á. Bịch. Ốc không hay gì? Ốc không. Con gì vậy? Con gì nặng vậy? Nhắm cào nhí. Cua đồng. Kỳ gì? Cua đồng hả? Thiệt mà. Nghe nó gột gột cái que nó quay ngoài đồng hồ. Cái này mình ra kiếm bắt đó. Đi. Cái này xong cặp con bên đây thì không ổn. Như thế à? Lô mọi này đặt hai lần á, không dính luôn. Ừ. Lô mọi thiết ngon á. Mày vừa anh chầm nhỏ 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 nhóc kìa. Vườn này nước vô nhiều hơn vườn kia. Xong phim. Vô nhóc nước chân. Mấy vườn anh hết lương hả anh chàng? Hết lương.
Đó. Ừ, đó. Có. Bún không? Không bún được rồi, trọng mà nghe tự nha. Bún không? Bún hơi hơi à. Bún hơi hơi. Rồi lên. Ôi cũng gì rồi chánh hết. Thấy nó bò lỏng nhỏng mà. Bỏ được anh ơi. Nhẹ hé từ từ cái rồi. Khui, khui. Lưng bông. Hai con hay vậy? Hai con, hai con. Con à, con à. Ừ cũng vừa. Thôi cho vô luôn đi. Vô luôn nè. Đủ sai rồi. Đủ sai. Đủ sai. Có mồi, có cơm. Mấy ông rồi? Sáu ông. Sáu ông với hai ông hả? Được hai con. Ráng kiếm hai con nữa đi. Anh Tại anh ăn màu khác rồi. Trời trời. Cậu sáng đi rồi gắt vậy. Hả? Ừ. Anh Trầm ơi. Ừ. Bữa này chắc chín trước Tết hả? Ừ. Hình như có trái vàng nó chín rồi kìa, phải không nhé? Để vô đi. Bữa này bữa gì anh Trầm? Này anh không bọc rồi vàng đục chứ. Bữa giờ xanh hả? À? Cái này hai trái ông bọc rồi chín rồi. Phóng lên bẻ nhé. Ôi chín này nặng lại. Cắt cắt ra. Cái này chín rồi nè. Vàng một. Cái bữa này lâu lắm. Ở đây chín rồi. Chín hả? Chín. Mà gùi cũng có đục luôn. Còn nó nặng đây nè. Ờ chứ bữa này đâu có hư, chứ bữa này nặng chịch mà. Bữa này ký mấy à? Ký mấy á. Cũng có gùi vàng đục nè. Nhưng mà bữa này chín thiệt. Vì cục thuốc nó lì. Ừ. Ừ. Gì vậy? Cỏ. Ừ. Bự à. Nè. Nhỏ. Chà. Ủa. Nhỏ vậy đó. Nhỏ hả? À. Sao nhỏ? Nó. Ờ đúng rồi. Rồi. Hé rồi. Cỡ con nhí. Cỡ con nhí ạ. Vô đây. Có mồi à. Có mồi, có mồi. Ba con rồi. Sao bữa nay nó đều đều, nhiều nhiều. Biết thách, biết thách đường mồi vậy. Cậu chúng quá trời đó cây. Cái này hôm nay nó xuất nó hít cậu lên đây. Nhúng nhẹ, té luôn đi. Rồi là con bình bành không bữa nay? Thằng này là con ní ní không? Rồi rồi rồi. Có. Có. Mồi nhiều quá nó rớt. Mồi. Mồi hả? Mồi. Quá là con á. Quá trời bồi. Hiểu rồi ha. Ủa có hả? Đó. Cũng dừa. Dừa. Đó. Đó. Sao nghe hồi sáng giờ nghe mạnh mạnh không rồi chút ra con dừa dừa không ta? Nhá cạnh cái gì? Dừa dừa không à? Dừa dừa không à? Rồi không à? Dừa. Có đã không? Có đã không? Có đã không? Mấy con rồi? Bốn con chưa? Bốn con hả? Được, đủ ăn rồi, đủ ăn rồi. Đủ khô rồi. Đây phải không? Thấy dọn nè.
giống giống ốc dừa mà. Hư ở cái. Nhẹ tay. Để nó giống cái dừa. Búng có búng rồi kìa. Có búng nè. Miếng nhỏ bự. Trời ơi. Sao mồi nhiều vậy? Chút ép rồi. Trời ơi. Phải vậy vô nó ăn không nổi cục mồi phải rồi. Biết lắm mà. Vậy? Sao quấn cái chúm vô đầu em? Ôi ôi, ôi quá mồi. Trời ơi. Chấm con vừa thầy. Nhỏ xíu. Nhỏ xíu à. Cũng được. Có dính là được đấy anh. Bập bập cũng được. Rồi anh đưa em ăn con lươn bự, anh quýnh cái ông chúm vô đầu em kìa. Tại không thấy. Khẽ nói người lươn bự đâu ăn. Chắc ngày chưa dính lươn bự rồi. Nó thấy không, phải không? Bị móc lại liền. Nên lươn bự ra cho anh ăn bù coi. Rồi. Gì vậy? Có còn gì á? Cô đồng á vậy? Có còn gì hết. Nước này kỳ vậy ta. Vậy ta. Chạy lưng con thân lưng nhỏ mà. Cái mương này mới hổm đặt con bự bự không nè. Rồi. Ủa. Này chắc thắt rồi cả nhà. Lương bữa nay thấy nhỏ nhỏ không? Xa nhé. Đậm muối ngoại hả? Quất rồi. Màu không. Sáng này trời lạnh sợ trời. Trời này tí Tết lạnh nhiều hoài. Gió quá trời gió. Có không? Bơ không khác. Đó, đâu đâu, chút rồi, chút rồi. Đó. Đó. Đó, chút cái nữa coi. Nè. Đó. Thôi, không có kế kìa kìa. Không. Không có bún. Đây nè. Đó, 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 thấy chưa, lươn bông. Bông, bông. Cái chỗ này chỉ gọi anh Tài dính con chà bá nè. Đâu? À. Ôi, trời, kẹt đâu vậy? Lươn trắng tươi hả? Lươn trắng tươi hả? Lươn kỳ vậy? Ủa mấy con mà? Ủa, như hai con vậy mà? Con vàng. Hai con. Trời ơi, hàng chi. Sao lươn này trắng tươi vậy? Lươn trắng tươi hả? Lươn, lươn kỳ vậy? Ừ. Dốt. Dốt. Hết mậu luôn. Còn cục. Còn cục mồi đúng không? Lương này kêu bằng lương gì? Ai biết đâu. Sao trắng tươi vậy? Lương 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 gì kỳ vậy? Lương bông hả? Kỳ kìa ra ra ngoài luôn kìa. Xuống anh. Tưởng đâu con. Anh Tài còn cái nữa hả? Ngắm nha. Đâu? Nghiêm. Ô dư ăn rồi. Nãy giờ cơm gom cũng dư ăn rồi đó. Còn cái cút cùi. Ủa, anh mít cho Tài. Anh mít. Tài có làm em thất vọng hay không? Cái này cũng hên xui chứ. Nước không vậy? Đó. 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 Rồi. Cái thịt cho đó. Bự không? Đó. Trọng rồi nghe. Chúng hay nặng nặng. Chúng cái coi. Ê con này bự. Vô ngoài, vô ngoài, vô ngoài. Rồi vậy là anh Tài không làm em phát giận rồi. Rớt nhớ bây giờ. Cái này hôm qua anh Tài đặt đầu điếp luôn nè. Mở hàng chấm luôn á. Có không đâu. Vậy mới bự đó. Đúng rồi đó. Trọng trội. Đã không? Cứng gì? Cùi nhẹ thôi. Cái cứng quá. Cứng quá.
Tay. Được chưa? Ui. Vàng luôn vàng. Chà bá luôn. Ui. Vô. Nãy giờ con này bự bự nhất. Con này bự nhất nè. Vô anh ơi. Hai cục mồi, ba cục. Ba cục. Vô. Phim đào con lươn bự có nè. Nãy giờ ngồi gần cái trái dừa nó hôi chua mà không biết cái gì. Ai về cái ông giết mỏ này ông cũng trời cũng hôi. Này đừng ký không ta? Gắn chèm chèm mà nghe. Vậy đó hả? Hôm đặt ngoài này nhiêu chè anh chèm 2 ký mấy 3 ký hả? Ừ. Bự luôn hả? Có mấy hạt lươn bự. 2 con ký mấy rồi vậy? 2 con ký mốt. Ừ. Hai con lươn bữa hổm bằng nhiêu lươn bữa nay? Có nhiều bằng nhiêu. Vừa anh chăm đốn xoài bỏ hết rồi cả nhà. Xoài Đài Loan á. Để nhãn lại. Ừ. Ra đây giờ chống gió thổi mắt gửi ha. Ba cái mài cho nó màu lớn chút. Ừ. Đó. 200 ngoài gam à. Ừ. Đúng vậy. Con này có 200 gam không? Thôi. Nay thất tư ơi. Nay chừng cỡ 1 ký à. Không còn chùm chỉ. Quá. Mày muốn ngợp hay gì à? Mạng lưng vàng lưng trắng tươi đó ơi, 1 ký mấy á, này cỡ ký mấy đưa ơi. Ừ. Những đồng cũng ngon đó nha. Giờ mình sẽ làm cái lưng để chế biến món ăn nha. Lâu rồi không ăn lương nữa nha. Làm món lương nướng anh em lai gai. Chiều nay đang ra khơi. Anh Tài thì ăn thịt bò xào hủ qua. Tại anh ăn lương cũng được. Nhận lương này nó lợi hại ha, ăn vô là bị liền luôn. Mấy năm, 20 năm cũng vẫn bị bình thường. Ừ. Nó làm như kỹ như sao á. Kỹ. Máu con lương cũng kỹ. Kỹ nó có gì thế, kỹ con lương là kỹ. Lương với con lịch, hai con đó đó. Sa tế nướng nha. À, có phần của anh Tài. Với vợ ở đây em cũng không biết mua gì cho anh ăn. Rồi sao cũng qua là ngon. Trồng ra canh bếp lửa rồi. Nướng mấy trái cà với mấy đồ bắp. Lương cái nha. Đơn giản và những bia thực tế cái màu ngon. Cũng gần 2 tháng mình không ăn lương. Nói chung lương này làm được rất là nhiều món ngon vậy cả nhà. Tại vì đơn giản cái con lương đồng nó cũng là một cái đặc sản ở miền Tây. Anh em mình đã sơ chế rất là nhiều món ăn về cái con lương này rồi. Bữa nay thì anh em mình sẽ nướng, không có nấu lẩu hay là nấu canh chua gì hết. Đổi món nha cả nhà.
Gì vậy? Đụng lên. Khúc đuôi đó là ăn ly đó. Hôm qua trước, hôm qua trước hả? Trời ơi, anh để vậy thôi, mồi vô nhé. Hả? Đi đám, người ta né cho ăn không hả? Nên anh em mình hả? Lai dai ở ngoài vườn như thế nha, mát. Không, hôm qua nó săn em cho bò vô rồi, nó vừa rồi. Mới tươi đỏ, quá là đỏ luôn. Thôi. Rồi. Cho miếng đường ngọt và hạt nêm, miếng chút muối. Chống lên lên tại. Nè. Nè, anh gắt cái muối lên trực tiếp lên bò nhưng sợ nó mặn. Đúng qua vô luôn đúng rồi. Kệ ăn lương ăn với mình nhiêu đây mình xỉnh ha anh Tài. Xỉnh nè, dư luôn. biết lỗi cần nhiều bụt bè á. Kiểu như nhậu không có mồi. Chuyên gia mấy ông lão lớn lớn tuổi biết lỗi cần bụt bè mãi. Ông ơi chúng tới. Ừ đừng cho nó dính nước, đừng nữa dặn thịt ngon thiệt chứ. Sạch tế mua bốn trái cà nướng ăn được ba trái, mỗi trái nó bị sượng nữa nha. Mình cũng thấy được trong ruột á. Cà sượng ăn sượng. Ý là sượng khỏi ăn đi. Sượng sượng sượng. Lộn lộn. Lộn mà còn hay. Lộn, dạo này em hay bị như vậy đó. Nó lộn mà không hay. Cà thiệt có như vậy. Nó tính bỡ à, không biết lộn. Vậy là chích mũi 4 vậy anh chồng ơi. Giờ bữa em chích mũi 5 nó hết lộn à. Quá chuông à. Ừ. Lâu rồi không nhậu ngoài vườn ha. Cúng đi kìa. Ừ. Chung chung. Cái này dễ đổ. Nhiều gương nhiều bò hai thứ bổ hết. Vậy nghe ông Hồng cha về ăn lươn nướng với thịt bò xào củ qua với anh em nha, phù hộ cho anh em con săn bắt chúng à. Bia luôn. Cù Lao Dung Vlog chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. À, cả nhà ăn lươn nướng và thịt bò xào củ qua với anh em nha. Hết luôn đi. Hết luôn phải không? Mới vô làm mới vô làm sùm sồm chút. Chưa uống bia ngon. Vô tí ơi. Rồi cảm ơn con. Ôi ôi. Nó mát cái bụng. Anh Trâm. Rồi cảm ơn em. Chắc cái thằng Tài miếng không? Khỏi hả? Khỏi. Kia nữa cho anh. Kia nữa. Nè. Cũng ăn đậu nướng rồi nha. Thôi ốp chung với lương rồi đừng ăn. Chúc mà. Gặp mày. Cái này. Ờ. Thánh đậu nướng. Ờ thánh đặt lương nha. Đặt lương hôm nay lại ăn thịt bò. Cho anh Trọng. Quá ngọt. Lâu không ăn lương không? Ừ. Đúng rồi. Ừ, dễ. Yeah.
sau những lâu ngày mới đặt lương lại đó. Ngon rồi béo anh ơi. Tới rồi. Bia ơi. Đúng rồi đó. Chấm chao hơi thấy hơi mặn. Chấm chao. Ăn con này mới bự nè. Con này con bò đúng không? Đặt lương dính con bò anh rồi. Bò. Bài sao vừa tới nó mềm nó ngọt. Ừ. Hồi nãy sao không kêu xào trước chứ. Sao tới qua chết bò nó béo. Giờ nhát à. Giờ nhát à. Ừ. Lần nào anh Tài đặt cũng có lương bự nha. Vô. Vì, cái cuối cùng thì vô lương bự đi anh ạ. Tài mà. Nghề cha truyền con nói thì phải nói theo chứ. Mùi của cha anh Tài mà. Ngon lạnh. Ừ. Anh Trà giống nước tương, tỏi ớt. Nói chung anh em ăn lương cũng được, mình kiếm gì bổ bổ, phải thế vậy cả nhà. Ngon. Đập bập. Hôm qua vừa ăn, ăn đắng. Hôm qua vừa chín tới đâu đắng đâu. Ngon đã hey. Quá đỡ rồi. Chấm tủ chấm chao mặn chấm chao mặn quá. Sao lần trước mình đặt lương bự bự không á, lần này mình đặt lương vừa 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 có vậy á. Ừ, này không có lương bự, không có lương bự rồi. Hai con ký mốt bự lâu lâu đã. Hai con ký mốt mới có anh Trọng nhà không ta? Nấu cơm mẻ. Nấu lo lỗ mẻ chút đây là nhậu đế là cũng bài nữa. Sách vở không? Vô, vô. Vô. Vô bên này. Mình nhậu. Ờ. Vô đi. Vô. Không quá không mà nhậu với mấy anh em. Vô. 1, 2, 3, vô. Bữa nay phải mồi này phải ngồi nhậu mới được. Vòng vòng lại thôi hết. Dám đâu à, nữa anh chấm chào thì em xuống nhí vô ngồi thì cũng còn. Chấm chào quá trời chấm. Ừ. Dạ anh phải lăn. Chào mừng. Chấm lăn nhiều chút đi. Đây nhậu mát nha. Đây trời giữa trời nắng nhậu ngủ hồi thất sách. Trời trời nhậu nhậu ngủ nhậu nổi đâu. Uống vô mồ hôi nó. Cái này em ăn được anh Trọng. Ừ. Nó ngọt không? Cà nướng nó ngon. Cà nướng nó béo. Có mỡ hành đó anh. Nó béo. Cà nó ngọt. Mà hành vô cái thơm. Cà chúng sao. Hình như bệnh đó ta không cho ăn cà đó. Ta ăn con bò. Cho ăn củ hoa không mà. Được mà, mình ơn. Mình ăn đất thôi, đừng ăn nhiều. Cho lấy chặt ngọt thôi. Nói gì không giận ra bà đã đặt con nhỏ rồi nè. Đặt không dính luôn á. Đi đặt không có ngọt. Cái kinh nè. Tự đi. Đó mới mất. Có mấy cây con ngục đặt của bản ký. Ờ nhớ là đó lương cái ham mày trời. Ừ, cái với kinh này là đó. Con nào mấy đậu và con lư á. Cái lú mà cái đuôi dài đó. Ừ. Bữa vô hai ba con lớn lớn. Mình mấy mốt á. Mấy mốt không được rồi, không có bự nhiều. Ngồi đặt vô 200g 300g. Vừa vừa cũng vừa vừa vậy nè. Cái này cái nào? Tò, có bữa 3 ký, 4 ký. Vô một cái. 4-5 cái mà hai ngục. Cá lóc rồi thôi đi, cá lóc cái nha. 5-6 ký. Nhớ có bữa mình dở tép bạc một thùng quê không? Có mấy cái à? Tép bạc là vừa gỡ mưa xuống ha. Không, cái đó không nhiều lắm. Cái kinh này mới múc mà, múc mà. Bạc trắng á, mới múc đâu mấy ngày á. Nổi xô. Lên tại vì nguyên một nhà lỡ một mình không ngờ luôn ha. Tự nhiên đâu một tấm bạc một cái nó trúng có hơn không bữa hai bữa một hết trơn mà vô ngẫm cha. Ừ. Ừ. Tại múc nước đục quá không phải là tấm bạc non nó yếu hơn tấm bạc nhiều lắm. Đúng rồi, tấm bạc non vô lú là nó
nó ngọt mà nó chết à. Còn mấy con té mặt đất á, mặt đất nó lắm, dai. Mà mình không ngờ nha, tự nhiên tét lòng một cái trời trời dở quá đó. Mà lúc đó ai cũng trúng. Thì không tét đâu dữ vậy anh, nó kinh chứ đâu anh. Mình ở đâu không, không ngờ thiệt. Tại vì nó mình nó nghĩ nhiều lúc mất rồi cái đó là anh nói mình con trời con chiếm con tôm ở đâu ra nó nói lên mốt sữa ở đâu đó nó xanh ra mau vậy. Như cái kim trước cửa nhà em đó, anh nhớ mình chạy tôm ăn cạn không? Múc mấy cái nửa tháng mà tôm con lớn lớn à. Anh đâu có khi nào mà cái con tôm mà em cho bọng nó vô đi mà nửa tháng chợ tôm sao bị lớn. Đúng rồi. Thôi nói con hai con á thì ở ngoài mà xong cái vô được này quá trời luôn, nhóc luôn. Ừ, thì đợt đó em dạy anh đấy đó, hai ngày 6-7 ký ký mà tôm cạn không à. Đúng tôm nhỏ. Cái đó là danh quay bị trễ. Hồi đó hồi mà mới là mới làm cái YouTube á mà mới biết á là săn bắt dưới kinh đã biết nhiều cá nữa. Đúng rồi, em lúc đó em làm năm mà em mới biết anh. Đúng rồi, mình lúc đó mình có lương rồi. Là một năm mình đi làm YouTube, năm mình mới quen chồng. Ai biết sớm rồi. Mối đã. mối cá này lại đó là em. Mối mua lưới, mua tới ghiền. Tình cờ là bữa đó đi đâu ấy trển đi sinh tồn về, bữa đó anh quýnh vòng 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 á, giăng bữa lưới ngon lao. Anh em có duyên là cái clip đầu tiên đi anh là anh dính mấy cái sủ rồi. Bữa dính cũng mấy con cái chủ bự rồi. Bữa mình đi xin con tôm 72 giờ. Ừ, với con mình lao. Quýnh ở trên kia. Chỉ tí là quýnh đó. Thế đó là sao? Clip đầu tiên đi là dính cá con lao 4 kg 2. Rồi bữa đó dính thì mấy con cái sủ nữa. Rồi em đi mấy con cá cháo nữa. Em đi sinh tồn về á. Cái điểm em đi sinh tồn là cái điểm đó quýnh hai mấy con sủ dầm đó kìa. Rồi em mới dẫn anh lên, em với Nhí nè, dẫn anh lên đánh hình như là hai con hả, ba con mà... ba con mười mấy ký, 15-16 ký. Bạc đó muốn chúng hết hồn. Rồi từ đó sau là anh em mới bén viên đi chung tới giờ luôn đó nha. Vô. Chúc mừng tình bạn của mình ơi. 1, 2, 3, vô. Anh với Nhí tình cha con nha, nó lộn. Làm lương mạnh mạnh đi, ngủ không ngon. Lương nướng này ngủ không ngon. Ừ. À, làm đi nó. Ê, làm đi Nhí. Cái này là Nhí à, để mở ra. Đuôi là anh chồng. Là anh làm cái đuôi anh chồng. Đó. Không phải. Hai năm thôi, khỏi cần 3 năm. Đúng là cái thời điểm mà 2015 là 2016 là YouTube cũng đã đang thịnh hành. Lúc đó làm xuống không có đóng thế, không có này nọ như giờ đâu. Nhớ cực như bây giờ. Dòm cái thứ hai đó hồi xưa muốn quay gì quay à. Muốn xong vậy. Muốn xong mà xách cái bọc ni lông mà bắt tôm giết kìa. Bọc bánh bía. Hồi đó chưa có rộng, đi mò xách bằng bọc thôi. Rồi đó cái ngát cũng chưa thành bắt nữa. Rồi đó bắt tôm mà. Rồi bắt tôm mà. Cái này thấy Nhí bắt cái ngát nước dừa ở trong có bằng mà bắt lại không nhỉ. Nói cha, nó vậy. Nói rồi làm được không anh chồng đó. Để làm vợ anh với Nhí xuống sông thử rồi. Thấy xuống ông em. Ông thử á, ông chồng ông ngưỡng nó không rảnh. Nhớ bắt ai về nó bắt. Bắt giết rồi. Đi tới giờ luôn. Lúc đó mình chưa làm vợt là mình đi mò tôm có hang là mình ém không à. Ém không à. Bữa mò ký mò 2 ký tôm với hàng con hay con cái ngát con hay con cái ngát. Nhớ đợt đó mình làm vợt cái anh ba ngoan á làm vợt cái lúc mà anh cũng mới rút á thì ông bắt cái thân xuồng con xuồng nửa phan bắt cái mấy chục con nữa. Còn cái ham đó. Cái nhiều 60 ngàn cái nhiều. Mình đi bắt cua không danh. Đi bò tôm nó đập cua cái ngát, đập cua cái ngát.
mà hồi đó đi dễ kiếm đồ ăn, dễ xong nhà không có cua tôm không nghe. Năm nay dán cua lên nhiều, dán cua đó. Mặn càng mặn cua nó mới lên. Hồi cái lúc mà đầu tiên nha là anh với ông Phúc nè làm lấy cái sổ này đâu được 50 bạc giờ đâu, có 40 bạc á mà mua tới Bến Tre bánh á là có một vàng lưới vừa quánh là cái hàng đáy xào còn ấy ha, là nó lên cái trên cái đọt xào là chuẩn bị kia là lên đọt xào là mình kéo rồi mình cho nó hạ xuống là quay lại là có con lào đó. Vậy đó hả? Con lào nó ăn móng hả? À xương bao cá lục nhiều khoảng nói hồi xưa thì nó ấy với khoảng theo bao nhiêu anh Trọng Minh kể là khoảng 4-5 năm trước còn dữ lắm. Ừ, con lào còn dữ lắm. Từ lúc mình làm YouTube tới giờ là mất nó có con lao này nó trúng có cái mùa một năm hai năm mà cái năm anh chưa biết biết cưng á cái năm đó trúng á anh với Từ trúng lần nhiều không nhỉ? Đã có chở thẩm ruộng đó nhiều con tính là 270 kg á ghê vậy quýnh mấy ngày quýnh ngày không à trời cá trong hầm gì không hả? Lỡ đi thôi bậy. Cá là nguyên bầy luôn, bày. Nguyên bầy luôn. Ừ. Bán cạnh phà vừa qua là ông đầu lấy vỏ. Điện thường qua chạy ra cần chở 2 chiếm hết. Lâu chở 2 chiếm hết á. Cùng nội dung vlog xin tạm dừng video tại đây nha cả nhà. Xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn những video tiếp theo nha. Bye bye.